Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nhá. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn đang có một em kỳ lân đây này mọi người. Một em lân trắng nhá mọi người nhá. Đấy, như các bác đang xem đây. Đấy, những cái hoáy này, những cái chỗ này là vẽ vàng vàng nhá mọi người nhá. Hôm nay con này lân trắng, em đo kích thước cho các bác nhá. Chiều cao của em này lên đến là 35 nhá mọi người nhá. Đây như này mọi người này. Để em như này em xem cao bao nhiêu. Cao 35 nhá, cao khoảng 34 35 nhá mọi người nhá. Em này cao khoảng 34 hoặc 35 gì đấy. Đấy, đây mọi người, rất là đẹp luôn. Thì em đo như này. Nhìn này. Cũng cao 34 nhá mọi người nhá. Cao 3 34 35 đấy. Đấy, cao khoảng 34 hoặc 35 gì đó. Đấy, con em này là lân của Kutani nhá mọi người nhá. Màu trắng ở những cái viền này nó có phải và vẽ vàng nhá, rất là đẹp luôn. Chuyện mọc đầy đủ luôn các bác nhá. Đây, đây các bác xem này. Đấy. Rất là ok luôn. Mặt mũi rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Lân trắng rất là đẹp luôn. Đứng trên quả cầu. Khá là xinh luôn. Rồi mặt bên này nữa các bác. Đấy. Khá là tuyệt vời luôn, móng móng vẽ vàng nha mọi người nhá. Em này là lân đực nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Các bác nào mà ưng ý em lân này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Các bác thấy chưa, rất là đẹp luôn, răng này đó. À, em xin phép em quay một lượt nữa ông, em kết thúc video đây mọi người nhá. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây mọi người nhá. Nếu mà mọi người mà ai mua muốn mua em lần này thì mọi người cứ liên hệ em hoàn toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn xin chào tất cả mọi người.